Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Văn thứ hai, chương 1. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này. Không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu. Ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống Đấng Christ. Hãy coi chừng để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. Các con của người chị em được chọn của bà chào thăm bà. Jeremy chương 45. Đây là lời của nhà tiên tri Jeremy nói với Baruch, con trai Neriza, khi ông chép vào một cuộn sách những lời do Jeremy đọc cho ông. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah vua Juda, hỏi Baruch, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán với anh thế này: Ngươi đã nói, khốn khổ cho tôi, vì Đức Giê-hô-va đã thêm phiền muộn và nỗi đau của tôi. Tôi đuối sức vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi. Con hãy nói với anh ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ phá những gì ta đã xây, sẽ nhổ những gì ta đã trồng. Và việc đó xảy ra khắp đất. Còn ngươi, ngươi tìm cho mình những việc to tát hay sao? Đừng tìm kiếm nữa. Vì này, ta sắp giáng tai ương trên mọi loài xác thịt. Nhưng về phần ngươi, dù ngươi đi đến nơi nào, ta cũng sẽ cho ngươi được an toàn tính mạng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy chương 25. Vào năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, tức là năm thứ nhất đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, có lời phán với Jeremy liên hệ đến toàn dân Juda. Nhà tiên tri Jeremy rao truyền những lời ấy cho toàn dân Juda và tất cả cư dân Jerusalem rằng: Đã 23 năm kể từ năm thứ 13 đời Josiah, con trai Amon, vua Juda đến nay, lời của Đức Giê-hô-va đã phán với tôi, và tôi đã không ngừng nói với các người, nhưng các người không chịu nghe. Mặc dù Đức Giê-hô-va đã liên tục sai các đầy tớ Ngài, tức là các nhà tiên tri, đến với các người, nhưng các người không chịu nghe, không lắng tai nghe. Họ nói, hãy trở lại, mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ đường lối gian ác và những hành vi sai trái của mình.
Rồi các ngươi sẽ được ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ nghìn xưa cho đến đời đời. Đừng theo các thần khác mà phục vụ và thờ lại chúng. Đừng lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không giáng tai họa trên các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, cứ lấy công việc của tay mình chọc giận ta mà chuốc họa vào thân. Vì thế Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì các ngươi không chịu nghe lời ta, này, ta sẽ sai tất cả các dòng tộc phương Bắc và Nebuchadnezzar vua Babylon đầy tớ ta đến chống lại xứ này và dân cư nó cùng các nước chung quanh. Ta sẽ tuyệt diệt chúng, làm cho chúng trở nên một vật đáng tởm, một trò cười, một nơi hoang tàn vĩnh viễn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho giữa chúng không còn tiếng hoang ca mừng rỡ, tiếng chú rể cô dâu, tiếng cuộc cối sai, và không còn ánh đèn. Cả xứ này sẽ trở nên chốn hoang tàn, ghê tởm. Các dân tộc này sẽ phải phục dịch vua Babylon trong 70 năm. Đức Giê-hô-va phán: Khi hết 70 năm, ta sẽ phạt vua Babylon và dân tộc ấy, xứ sở của người canh đê, vì tội ác của chúng, và biến xứ sở ấy thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. Ta sẽ thực hiện mọi lời ta phán về đất nước ấy. Mọi lời được chép trong sách này, tức là lời Jeremy đã nói tiên tri chống lại tất cả các nước. Chính chúng sẽ phải phục dịch các cường quốc và các vua hùng mạnh khác. Và ta sẽ báo trả chúng tùy theo các hành vi và công việc tay chúng đã làm. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán với tôi rằng: Con hãy lấy chén thịnh nộ này khỏi tay ta và bắt tất cả các nước mà ta sai con đến uống chén ấy. Chúng sẽ uống, sẽ đi lảo đảo và điên cuồng vì gươm đao mà ta sẽ sai đến giữa chúng. Vì thế, tôi lấy chén ấy từ tay Đức Giê-hô-va và bắt tất cả các nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến phải uống chén ấy, như Jerusalem và các thành của Giu-đa, các vua và các thủ lĩnh của thành, để chúng trở nên hoang tàn, ghê tởm, bị chê cười và nguyền rủa như ngày nay. Pharaoh, vua Ai Cập, các triều thần, các thủ lĩnh và toàn dân Ai Cập, tất cả các dân hỗn tạp, tất cả vua xứ Utser, tất cả vua xứ Philippines, tức vua của Ascalon, của Gaza, của Ekron, và những kẻ sống sót ở Ashdod, Edom, Moab, con cháu Ammon, các vua Tyre, tất cả vua ở Sidon và tất cả vua ở các hải đảo ngoài biển khơi, Dedan, Thema, Buser, những dân cạo tóc hai bên Thái Dương, tất cả vua Ả Rập, các vua của các nước thuộc về các dân hỗn tạp sống trong hoang mạc, tất cả vua của Simri, tất cả vua của Elam, tất cả vua của Medi, tất cả vua phương Bắc, ở gần hoặc ở xa, hết vua này đến vua kia, tất cả vương quốc thế gian trên mặt đất, vua của Sê-sát sẽ uống sau cùng. Con cũng bảo với họ: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Hãy uống cho say đi và mở ra, hãy ngã xuống và đừng trỗi dậy nữa, vì gươm đao mà ta sẽ sai đến giữa các ngươi. Nếu chúng không chịu nhận chén từ tay con để uống, thì con hãy nói với chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán, chắc chắn các ngươi phải uống. Vì này, thành kia là thành được gọi bằng danh ta mà ta còn bắt đầu giáng tai họa, thì các ngươi có thể tránh được hình phạt sao? Không, các ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt đâu. Vì ta sẽ sai gươm đao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên, con mau đem mọi lời này nói tiên tri chống lại chúng. Từ trên cao, Đức Giê-hô-va đã gào lên, từ nơi ngự thánh, Ngài đã lên tiếng. Ngài gào to chống lại chuồng chiên Ngài. Ngài cất tiếng kêu lớn như những người đạp nho, chống lại mọi dân cư trên đất. Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất, vì Đức Giê-hô-va cáo buộc các nước, phán xét mọi xác thịt, phó kẻ ác cho gươm đao. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, tai họa sẽ lan tràn từ nước này sang nước khác. Một trận bão dữ dội nổi lên từ các miền xa xăm của đất. Trong ngày đó, xác của những kẻ bị Đức Giê-hô-va giết chết sẽ nằm la liệt khắp mặt đất.
chẳng có ai khóc thương hay tập trung lại để chôn cất. Chúng trở thành phân bón trên mặt đất. Hỡi những người chăng, hãy than khóc, hãy cất tiếng than vang. Hỡi những chủ bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi. Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến. Các ngươi sẽ ngã xuống như chiếc bình quý giá. Người chăn hết đường trốn tránh, chủ bầy chiên không tìm ra lối thoát. Kìa, tiếng kêu than của người chăn, lời than khóc của chủ bầy. Vì Đức Giê-hô-va phá tan đồng cỏ của chúng, những đồng cỏ yên bình đã trở nên hoang vắng. Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va, như sư tử đã rời khỏi hang, vì đất chúng đã trở nên ghê tởm. Dưới lưỡi gươm đàn áp và cơn giận phừng phừng.